Quý vị và các bạn thân mến, gió biển đang có mặt trên ngã tư đường vào công ty giày da Nghĩa Minh. Và nơi đây thì đang xây dựng một số công ty và cơ sở hạ tầng. Ở đây đang được xây dựng rất là nhanh. Đấy, mọi người có thể thấy một số công ty mới ở cụm công nghiệp xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Và đây là một cái ngã tư lớn nối tiếp giữa đường trục kinh tế biển Nam Định và cái đường mà từ xã Nghĩa Thịnh đi thẳng về xã Nghĩa Minh. Trước kia thì cái đường xã Nghĩa Thịnh về xã Nghĩa Minh là một cái con đường rất là lớn, nhưng bây giờ thì đã bị đường trục kinh tế biển vượt mặt rồi, rộng lớn và hiện tại đang làm giai đoạn 2. Sau này thì là một cái con đường khá là rộng lớn. Hôm nay thì gió biển có đi với một người bạn và đi cùng để quay một số cái hình ảnh chi tiết thực tế gửi đến quý anh chị bà con cô bác. Và đây gió biển đang đứng cạnh một cái bảng biển có ghi là dự án xây dựng trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định và đường cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình giai đoạn 2. Đó, mọi người có thể thấy là gói thầu thi công xây dựng tại công trình km đó, rất là nhiều cái thông tin rõ ràng và ghi cả chủ đầu tư là bên nào nữa đó. Thì hôm nay thì sẽ quay những cái hình ảnh thực tế, và cái ngã tư này thì rất lớn rồi, thì có lẽ là một thời gian nữa nên lắp một cái đèn tín hiệu giao thông ở đây, bởi khi mà công ty giày da Nghĩa Minh khi mà tan ca thì gió biển có quan sát, và trước kia cũng có đi làm việc ở bên này, quan sát ở đây là một cái giao lộ rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm nên lắp đèn xanh đèn đỏ ở đây. Rất mong các ban ngành nghe được cái thông tin mà gió biển hoặc là nguyện vọng của nhân dân trình bày, đó là cái ngã tư ở đây phải lắp cái đèn giao thông để cho an toàn hơn. Và gió biển đang đi thẳng vào tới khu vực công ty giày da Nghĩa Minh. Có quan sát đây được là phía bên tay phải của gió biển mới xây dựng được một số cái, có thể là một số cái khu vực để xây dựng khu vực dịch vụ ở nhà hàng đó. Trước kia thì gió biển cũng khá lâu rồi không sang đây, nhưng mà thấy hôm nay là những cái khu nhà này được xây dựng lên một cách rất là nhanh chóng, và cũng rất là vui mừng cho xã Nghĩa Minh được đầu tư rất là nhiều những cái công ty nhà xưởng để phát triển hơn, và chắc chắn trong thời gian không lâu nữa xã Nghĩa Minh sẽ dần phát triển và phát triển hơn nữa khi trục đường kinh tế biển đi xuyên qua xã Nghĩa Minh và cây cầu Đống Cao hoàn thành nữa thì quá là điều tuyệt vời cho xã Nghĩa Minh. Gió biển đang đi vào chỗ đoạn này có thể nói là cái khu dân cư mới đó, thì ở đây thì sau này sẽ có những cái khu vực nhà mới ở đây xây dựng lên, sẽ rất là tuyệt khi mà ai mua được những cái khu đất ở đây, vừa yên tĩnh vừa đẹp vừa gần rất là phát triển ở đoạn này. Gió biển đang đi xuyên ra cái con đường cũ, phía bên tay phải sẽ là trường Trung học phổ thông Nghĩa Minh đó, Nghĩa Minh huyện Nghĩa Hưng đó, thì cái con đường này sẽ đi về chỗ công ty giày da Nghĩa Minh đây. Xe limousine thì đang dựng cạnh đường. Hiện tại thì những xe đón khách thì rất là đầy đủ, không thiếu gì cả. Sẽ đưa đón tận nơi. Và phía bên tay phải là công ty giày da Nghĩa Minh. Có rất là nhiều anh chị em công nhân ở Ý Yên, ở cả Ninh Bình cũng sang đây làm việc. Và hiện tại thì đang phải đi qua những cái con đò. Và ngày hôm nay thì gió biển xin quay những cái hình ảnh mới nhất về sự phát triển của xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng. Và video clip gió biển xin dừng tại đây. Xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video clip lần sau.